lần đoái mong a di đà bà lô kiên đề thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cánh trì hệ đề ma ha ma na sa mê tăng bà ba đầu vua bằng Kim lư vừa bên
trình áo bày vai hữu chấm tay hướng phật mà bạch rằng thế tôn ngài quán thế âm bồ tát do nhân duyên gì mà thân là quán thế âm phần bảo ngài vô tận ý bồ tát thiện nam tử chiêu khan sự cổ nào nghe quán thế âm bồ tát này mồn lòng xưng danh quán thế âm bồ tát từng rời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải quán nếu có người trì danh hiệu quán thế âm bồ tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành do vì thân ngoài thân của bồ tát này vậy nếu vì nương lớn khôn trôi thân danh hiệu bồ tát liền đặng đến chỗ càng nếu có trăm nghìn muôn ứng chúng sanh bị tìm can cứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cứ mà nào sáng ngô hộ bánh chân châu nên vào trong biển lớn và cứ do bao thổi nghe thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó nếu có nhận đến một người từng danh hiệu quan thế âm bồ tát thời những người đó đều đang qua coi nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là quan thế âm nếu lại có người trăm sẽ bị hại thân danh hiệu quan thế âm bồ tát thời giao gậy của người kia cầm liêm gậy từng cung mà đặng thoát khỏi nếu quý giả qua cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đài thiên muốn thân hại người nghe người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người hung lại làm hai đắng dầu lại có người hoặc có tội hoàn không tội không cần tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên có một vị thương chúa dân đoàn người buôn đem theo nhiều của báo đi đường hiểm trở trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sành các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô ý tí cho chúng sanh nếu các ông xưng danh hiệu ngài thời thế đắng thoát khỏi nơi oán tật này đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y quán thế âm đại bồ tát có chứng hoài tầng rộng lớn như thế nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dung được cung kinh niệm quán thế âm bồ tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm quán thế âm bồ tát
miền đằng lìa lòng dân hưởng. Nếu người nhiều ngu trí thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đằng lìa ngu trí vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát. Có những chứng ngoại tầm rộng lớn nhiều chư nơi in như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già chớ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền tránh con trai phương đừng trì huệ. Già chớ muốn cầu con gái bèn tránh con gái cô tướng xinh đẹp chớ ra trong còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát, có chứng hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý hiệu có người thọ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cũng dương đồ ăn uống y cũng dường nằm của tan ý ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận ấy thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng không khá trong trăm nghìn muôn ân kiếp, không thể cùng tận vô tận ý tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên vương ngân lời ấn như thế, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh loài pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đằng đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân phần vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đằng đồ qua Bồ Tát, liền hiện thân duyên giác vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thâm văn. Đằng đồ qua Bồ Tát, liền hiện thân thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đằng đồ qua Bồ Tát, liền hiện thân phạm vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân. Đằng đồ qua Bồ Tát, liền hiện thân đế thích vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tự tại thiên. Đằng đồ thoa Bồ Tát, liền hiện thân tự tại thiên vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đại tự tại thiên. Đường đồ thoa liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thiên đại tướng quân. Đường đồ thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ xá môn. Đại
Tiểu Vương về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân trương gia về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân cư trì đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân cư trì về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tế quang đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tế quang về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân Bà La Môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tăng Ư Bà Di vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân trời rồng già cho càng thắng Bà A Tu La Ca Lâu La Khấn Na La Ma Hồ La Già Nhân cùng phi nhân đằng đồ thoát Bồ Tát liền đều hiện thân Ma Vì Đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp. Vô tận ni quang thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy ca không phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng găm xa sanh hay ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô ý. Ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báu giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuối ngọc trăm bảo pháp thi này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ phẩm bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng cư chúng cùng trời rồng. Và có càng tham Bà Tu La Ca Lâu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó tung thời Quan Thế Âm Bồ Tát. Thương hàng thứ chung và trời rồng nhân Phi Nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ni Quán Thế Âm Bồ Tát có sinh hoài thần từ tài như thế giới
Phật tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt nơi kề đạt vô tận ý, không nghe hành Quán Âm kêu ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chân ý bằng. Hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về cổ ca cõi giá sự thanh lòng hài số lớn hầm lửa lớn do chân niềm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn quỷ cá rồng do chứng niệm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đằng ngập ở chốn tu di bị người châu rơn xuống do chứng niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang bị người giữ được ra khuôn núi kim can do chứng niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gặp tận quay đều cầm giáo làm hài do chân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình chăm chén do chân niệm Quán Âm giáo liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do chân niệm Quán Âm tạo ra đằng hoa thôi nguyện rủa các khuôn độc muôn hại đến thân đó do chân niệm Quán Âm trợ hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữ rồng độc các loài quỷ do chân niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ anh vuông nhọn đáng sợ do xứng niệm Quán Âm ngồi vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cà ơi đông gói lửa đông do chân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da xôi mưa lớn do chân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tầng Quán Âm chứng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ thương thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân chơn Quán Thân tịnh Quán Tri Huệ Quán rộng lớn bi Quán và từ Quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân Huệ nhận pha kháng tối hay phục tai do lửa căm soi sang thế gian lòng bị răng như xâm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trăng sẽ thành do chân niệm Quán Âm cử oán đều lui tan diệu âm Quán Thế Âm phàm âm hai triệu âm tiến hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi Quán Âm bừng tình tâm nơi khổ nào nàng chán hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức mong lành trong chúng sanh biển phương lớn không lường cho nên phải đành lề. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh vân rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ ta
trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quang Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn Vi Khánh Đa Di Đà Di Đôn Đa Di Đôn Đôn Đa Di Ta Bà Hán Đa Di Đa Di Đôn Đa Di Đôn Đôn Đa Di Ta Bà Hán Đa Di Đa Di Đôn Đa Di Đôn
Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Thu Tầm Nhĩ Nguyện. Quán Âm Đại Thế Quang Thế Âm Bồ Tát Nam
Bồ đề tăng bà yên đế
Nam hải
oai thần linh hiện không hay. Cầm thanh cơ có chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tân thì tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này. Một lòng ngưỡng mộ câu Ngài đổ cho, trong khổ hải đò từ vững đời, vớt chúng sanh đưa tới làm ban. Chín tầng khen báo đài vàng, Di Đà Thọ kia rỡ ràng thảnh thơi, từ bi cứu khổ độ đời, tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đề thứ hôm nay quỳ trước điện, chi tăng đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tư dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế tôn đã nín nín dài bao, mà con còn đắm đuối mê say. Măng ưa xem nguyện cảnh hằng ngày, tai thanh tiếng mận đường vua định, mùi quen ngửi mùi thơm bất tình, lưỡi dền theo lắm chuyện gây con. Thân ham dùng tâm con sẽ chua, mơ tướng bao là vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối với bài tố đỏ, nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyện sáu căn đã khỏi lầm mê. Trước đại thiên thành kinh hướng về, tình tam độc quý tam bảo, phần giới căn chuyên trì chú đáo, dân tâm cùng cùng rễ vô minh. Chí phàm phu tử lưng khó thành, cầu đại giác từ bi giả hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tiền đến bưu thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, vô quyền pháp giới chư
tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh phân đôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di tự công đức võ cầm những thế ngã đẳng giữa chúng sanh giới công thành phật